Tại sao sa mạc ngày nóng đêm lạnh? Trong những bộ phim tài liệu về sa mạc, chúng ta đều biết đó là nơi đầy két, đầy gió và đầy nắng, đặc biệt là vô cùng nóng, đến mức khắc nghiệt so với sức chịu đựng của con người. Trong khi vào những mùa nóng ở nước ta, nhiệt độ chỉ cần đạt ngưỡng 38 hay 39 độ C cũng đủ để cảm thấy oi bức khó chịu, thì mức nhiệt độ ban ngày ở sa mạc trung bình có thể trên 40 đến 45 độ C, thậm chí hơn nữa. Với mức nhiệt độ này thì việc tồn tại trong sa mạc thực sự là một thử thách. Nếu xem những hành trình trong chương trình Man vs. Wild thì chúng ta sẽ thấy Bear Grylls đã phải vật lộn như thế nào trong môi trường sa mạc. Sa mạc theo cách gọi thông thường thực chất là hoang mạc cát, để phân biệt với các dạng hoang mạc khác như hai hoang mạc lớn nhất là Nam Cực và Bắc Cực. Khi nhắc đến sa mạc, thường thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một khu vực đầy cát và rất nóng, mà ít để ý rằng đây cũng là nơi rất lạnh vào ban đêm, lạnh hơn cả những ngày đông ở thành thị và nông thôn. Khi nhiệt độ có thể tụt không phanh vài chục độ C và xuống tới dưới mức đóng băng, nghĩa là âm vài độ C. Vậy tại sao lại có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn như vậy? Và ban ngày, sa mạc cũng nhận sự chiếu sáng từ mặt trời, nhưng thay vì ở những nơi như chúng ta đang sống, cường độ sáng và nhiệt độ sẽ giảm đi nhiều vì được các đám mây phía trên giữ lại. Thì ở sa mạc, lượng nhiệt và ánh sáng đó sẽ chiếu trực tiếp mà không bị phân tán do trời không có mây hoặc ít mây. Mây được hình thành từ việc hơi nước trong không khí hay còn gọi là độ ẩm, bốc lên quy tụ lại thành từng đám. Nhưng do địa hình khô cằn, hiếm có nguồn nước như sông, suối, ao hồ nên không xảy ra sự bốc hơi nước lên trên. Độ ẩm dường như bằng không, dẫn đến việc trời không mây và hiếm khi mưa. Thêm nữa, do địa hình được bao phủ toàn cát, nhưng cát lại không phải là vật chất giữ nhiệt tốt, nên khi nhận nhiệt lượng và ánh sáng trực tiếp từ mặt trời, thì các hạt cát hấp thu năng lượng bức xạ, đồng thời cũng giải phóng ngay trở lại không khí, khiến cho nhiệt độ luôn duy trì ở mức cao vào ban ngày. Đến lúc mặt trời lặn, nhiệt độ sẽ giảm nhanh chóng do không còn nhận được nhiệt lượng nữa, nên lượng nhiệt vào ban ngày sẽ giải phóng hết vào khí quyển. Thông thường ở những nơi có độ ẩm không khí cao hơn, như khu vực chúng ta đang sống, độ ẩm như một bức màn giữ nhiệt vô hình. Nhiệt lượng được các hơi nước hấp thu vào ban ngày sẽ từ từ giải phóng vào khí quyển, nên chúng ta không cảm thấy hiện tượng trời trở lạnh một cách đột ngột, mà sẽ mát dần dần và lạnh hơn về đêm. Còn trong sa mạc, do cát không giữ nhiệt tốt, nên khi mặt trời lặn, nhiệt lượng sẽ được trả lại ngay vào không trung. Cùng với đó, do độ ẩm dường như bằng không, bề mặt sa mạc không có một lớp màng hơi nước giữ nhiệt để tiêu tán dần dần, dẫn đến hiện tượng nhiệt độ giảm sút đột ngột, thậm chí xuống tới âm vài độ C, nên ta nhanh chóng cảm thấy lạnh hoặc rất lạnh vào ban đêm. Với sự thay đổi nhiệt độ lớn trong sa mạc, thì chỉ có những sinh vật có khả năng thích nghi đặc biệt mới có thể tồn tại và xem như môi trường sống, như các loài động vật bò sát, vì chúng thuộc động vật máu lạnh, không cần sử dụng năng lượng để duy trì thân nhiệt. Lạc đà tuy có máu nóng, nhưng cơ thể chúng có nhiều lớp cách nhiệt dạng lông và mỡ. Những lớp này giúp chúng không bị hấp thu nhiều nhiệt lượng vào ban ngày, cũng như không mất quá nhiều nhiệt vào ban đêm. Đối với con người thì sa mạc không phải là môi trường thích hợp để sinh sống lâu dài, nếu không muốn nói là nguy hiểm. Nhưng đối với những chuyến đi ngắn ngày thì cũng là một trải nghiệm có thể thử. Nếu như đi sâu vào những khu vực đồi cát như ở Bình Thuận và cắm trại tại đây, chúng ta sẽ có thể dễ dàng trải nghiệm kiểu thời tiết ngày nóng đêm lạnh như thế này.